tiết kiệm được 3 tỷ trong 5 năm, nhưng không chút áp lực, cô gái 26 tuổi tiết lộ 4 bước để người trẻ cán đích tự do tài chính. Chỉ với một vài thủ thuật dưới đây, cô gái này đã nhanh chóng có cho mình một khoản tiết kiệm không nhỏ chỉ trong vòng 5 năm. Ba Winmander lớn lên trong một gia đình nhập cư. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã nhận thức được rằng nếu không có tiền bạn chẳng có quyền lực hay kiểm soát được sự an toàn. Tất cả những trẻ em nhập cư như tôi đều coi tiền là tài nguyên quý hiếm phải có để tồn tại, cô nói với Insider hồi tưởng lại thời thơ ấu của mình mander nhớ lại khoảnh khắc gia đình suýt mất nhà vì nợ ngân hàng may mắn bố mẹ cô đã tìm được cách để giữ lại ngôi nhà duy nhất của mình mander cho rằng những ngày tháng thiếu thốn đó chưa bao giờ thoát khỏi ký ức của cô kể từ ngày đó mander tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ được lâm vào cảnh thiếu tiền bởi vì nó sẽ khiến cô mất đi các cơ hội để phát triển trong cuộc sống cô nàng đặt mục tiêu trở nên độc lập tài chính và sẽ làm mọi thứ có thể để không cho phép hoàn cảnh tài chính ảnh hưởng đến cuộc sống của mình sau khi tốt nghiệp đại học và có công việc đầu tiên, trong 4 năm cô đã tiết kiệm được 100.000 USD, 2,3 tỷ đồng đầu tiên ở tuổi 26. Chỉ mất thêm một năm nữa để tiết kiệm được 50.000 USD, 1,1 tỷ đồng tiếp theo. Dưới đây là cách Mander đã làm để đạt được điều đó. 1. Tìm cách tăng thu nhập Mander cho rằng một trong những cách tốt nhất để tiết kiệm nhiều tiền hơn đơn giản chỉ là có thêm nhiều tiền. Với suy nghĩ này, cô tìm mọi cách để tăng thu nhập. Tốt nghiệp đại học, Mander được việc làm trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Cô nàng đã làm việc ở công ty của mình hơn 4 năm. Trong thời gian ở đó, lương của cô đã tăng 50%. Mander luôn đảm bảo tính hiệu quả và theo sát bất kỳ nhiệm vụ công việc nào kể cả khi nó nằm ngoài vai trò của bản thân. Bằng cách đó, cô đã nâng cao chuyên môn và tầm quan trọng của mình trong công ty. Đây cũng là cách cô luôn giành phần thắng trong mỗi kỳ thương lượng lương. Bên cạnh đó, Mander luôn báo cho người quản lý của mình về bất kỳ kỹ năng hoặc chứng chỉ mới nào. Ví dụ, khi có chứng chỉ cố vấn tài chính, cô nàng đã được bổ nhiệm kiêm thêm vai trò huấn luyện tài chính tại công ty ngoài các nhiệm vụ thường xuyên của mình. Đó cũng là thời điểm cô yêu cầu được tăng lương. Một cách nữa để cô có thêm thu nhập là bắt đầu với công việc tay trái. Mander là chủ sở hữu của The Wealthy Gold, một nền tảng giáo dục về tài chính dành cho phụ nữ da màu nhập cư. Các khóa học này mang cho cô nguồn thu nhập khoảng 25.000 USD trên năm, 595 triệu đồng số tiền từ hoạt động kinh doanh này được cô gửi tiết kiệm với lãi suất cao hai giữ mức sống ổn định ngay cả khi thu nhập tăng tôi biết rằng với thu nhập hiện tại tôi có thể chi trả cho bất cứ thứ gì mình thích nhưng chắc chắn không phải là cùng một lúc khi thu nhập tăng tôi phải rất cẩn thận để tránh rơi vào cái bẫy của lối sống leo thang tôi biết rằng điều này có thể làm hỏng tiến độ tiết kiệm của mình mander giải thích lần đầu tiên được tăng lương cô đã mua cho mình một chiếc máy pha cà phê và một vài chiếc áo yêu thích như một món quà thường cho bản thân nhưng sau đó cô nhanh chóng quay trở lại với thói quen chi tiêu bình thường. Hàng tháng cô thường lập một danh sách những món đồ phải mua và dành khoảng 1.000 USD để chi cho những khoản mua sắm không cần thiết. Số tiền không bao giờ thay đổi, ngay cả khi thu nhập tăng. Khi chuẩn bị mua hàng, cô lại đánh giá những gì muốn mua dựa trên ngân sách của mình. Việc làm này đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn. Bạn có thể không có được mọi thứ mình muốn ngay lập tức. Trong tương lai bạn có thể có được những thứ giá trị hơn nhờ khoản tiết kiệm này, Mander nói. 3, thay đổi suy nghĩ về tiền bạc của mình. Lớn lên trong gia đình không vững mạnh về tài chính, Mander nghĩ rằng càng nhiều tiền thì càng an toàn và chắc chắn. Vì vậy, ngay cả khi đã có thu nhập ổn định và tiết kiệm nhiều hơn, cô nàng luôn cảm thấy như mình có thể gặp rủi ro trong tiền bạc bất kỳ lúc nào. Trong một thời gian dài, Mander cảm thấy lo lắng về chuyện tiền bạc, đặc biệt là chi tiêu cho bản thân, thậm chí cả những cuộc vui mua sắm như đi ăn tối với bạn bè hay đồ trang điểm chất lượng hơn. Mỗi lần chi tiêu ngay lập tức sau đó cô sẽ cảm thấy rất tội lỗi dù nó là những khoản hợp lý. Để đạt đúng mục tiêu tiết kiệm và không rơi vào trạng thái tội lỗi khi tiêu tiền, Mander đã tự cho mình ngân sách chi tiêu miễn phí 1.000 USD trên tháng. Khoản tiền này được cô dùng để mua những món đồ yêu thích mà không chút lo lắng. 4. Phát triển danh mục đầu tư đa dạng Là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình nhập cư, quan điểm đánh đổi thời gian để kiếm tiền là cách duy nhất Mander biết để kiếm thêm thu nhập đầu tư là một khái niệm xa lạ cũng như đáng sợ đối với cô nàng. Mander luôn nghĩ rằng đầu tư có nghĩa là có thể mất tất cả tiền bạc, do vậy lúc trước cô đã né xa. Tuy nhiên, do ngành học của mình, cô nàng đã học thêm về thị trường chứng khoán ở tuổi 21. Đó là lúc cô nàng biết đầu tư là điều nên làm, vì vậy Mander đã tự học rất nhiều thông qua sách và kênh diêu tiêu. Cô nàng đã học được tầm quan trọng của việc không bán tháo, điều hướng thị trường giảm giá và đầu tư vào một danh mục đầu tư đa dạng theo thời gian. Cho đến nay, trong khi thị trường biến động, kiến thức và kinh nghiệm đã giúp danh mục của cô nàng trụ vững và tự tin hơn về tiền của mình. Đây cũng là nguồn thu nhập giúp cô nhanh chóng tích lũy được 3,5 tỷ đồng chỉ trong 5 năm. Theo Bi,